tuổi tác, căng thẳng, mệt mỏi, ảnh hưởng đến chức năng ngũ tạng, làm suy giảm nội tiết tố nam, gây mất phong độ, giảm sinh lực và sinh lý. Ứng dụng công thức vàng kết hợp sông Ngọc Linh, Bá Bình, Đông Trùng Hạ Thảo, tác dụng hiệp đồng, giúp ổn định phong độ, phục hồi sinh lực và bản lĩnh phái mạnh. Sản phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.